Đúng là được sự hiện diện của hai họ nhà trai nhà gái. Bây giờ thì Sơn đang đi đón dâu mọi người ạ. Chú rể gọi điện thì về đến đây rồi, nhưng mà vì thời tiết là bây giờ thì nó đã đổ tối rồi, và đang cầm đèn điện thoại soi để ra đón cô dâu và chú rể. Chú rể đi đón dâu từ sáng sớm. À, đây rồi mọi người này, xe dâu cũng đã về đến đây rồi. Và bây giờ thì Sơn sẽ đứng chờ ở đây để xem là chú rể người dân tộc Dao tuyển của chúng ta đón cô dâu về đây xem như thế nào nhá. Đây rồi, xe dâu đây rồi mọi người này. Một xe 16 chỗ. À, trên xe thì đã có dâu rể ở trên này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Đây rồi mọi người ơi, hai phái đoàn nhà trai và nhà gái chúng ta thì đã về đến đây rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đâu rồi chú rể, đâu rồi? Đây. À, Lý Văn Tôn. Đấy, đi đón dâu từ lúc mấy giờ ấy nhỉ, Tôn nhỉ? 2 giờ sáng thì chú rể đã đi đón dâu rồi. Đấy, và bây giờ thì mọi người cũng mới về đến đây và bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. 6 giờ tối, nhưng mà vì thời tiết mùa này thì nó cũng rất là tối sớm ấy, nên là cũng không nhìn thấy người nữa rồi. À, có một bạn thì đang kiểu như say xe. Đây, bạn này bên nhà gái à? Bên nhà gái. À, cũng đồng đấy. Đâu rồi cô dâu đâu? Quay cô dâu một tí nào. Đấy, cô dâu của chúng ta, cô dâu rất là xinh đẹp, mặc một bộ trang phục của người Dao tuyển trông rất là đẹp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với cả cô dâu chú rể và hai họ nhà trai nhà gái để di chuyển vào trong khu sân khấu hội trường nhá. Đó, nhìn thấy đường không? Đấy, mọi người say xe. Bây giờ sẽ có một chút ăn uống nhẹ theo gọi là thủ tục mọi người ạ. Ăn uống nhẹ xong rồi bắt đầu mới đi vào trong nhà để làm những cái nghi lễ thủ tục theo phong tục của người dân tộc Dao tuyển. Cô dâu chú rể, cô dâu thì đang cầm ô. Cô dâu cầm ô, chú rể thì đang phải ôm theo tấm ảnh khi mà đi tổ chức ở trên nhà gái. Đây nữa, hai tấm ảnh được chụp ở bên mình nhá, bên ảnh viện Studio Phú Gia bên mình này mọi người. Đó, đây này. Đây, bộ ảnh này là ảnh mặc bộ trang phục dân tộc Dao tuyển. Còn đây thì là theo trang phục truyền thống hiện đại rồi. Và bây giờ thì dâu rể bắt đầu di chuyển vào khu vực bên trong nhà chính để làm những cái thủ tục nghi lễ theo phong tục của người dân tộc Dao tuyển. Đấy, và sau đó là sẽ ra khu vực sân khấu hội trường để tiếp đón khách và cũng như là tổ chức ở ngoài sân khấu hội trường đấy mọi người ạ. Bây giờ thì mọi người sẽ di chuyển lên nhà chính trước, sau đó thì mới di chuyển ra khu sân khấu hội trường mọi người ạ. Đấy, hai họ nhà trai thì cũng đang di chuyển đi lên. Vì thời tiết nó tối rồi, nên bây giờ thì Sơn cũng đang phải đứng soi đèn và ghi lại những cái hình ảnh của hai họ. Theo như phong tục này, khi bắt đầu chuẩn bị bước vào nhà này thì sẽ phải đeo vòng này đúng không ạ, chú rể nhỉ? Đấy, phải đeo. Và đây nữa, hai cô gái lúc hồi chiều ghi hình thì bây giờ đang bưng trên tay một khay rượu để tiếp đón bên họ nhà gái. Về họ nhà gái thì vào thì sẽ được mời rượu. Và chú rể của chúng ta thì cũng đang đeo chiếc vòng vào cho cô dâu. Đó, bây giờ là phong tục, thủ tục. Bây giờ chúng ta cùng chờ đón xem những nghi lễ. Đó, hai cô gái bên đại diện bên họ nhà trai sẽ mời rượu bên họ nhà gái. Họ theo phong tục truyền thống của người dân tộc Dao tuyển thì sẽ bắt buộc phải như vậy. À,
Như mọi người quan sát thấy thì đây là cũng là một trong những cái phong tục, một trong những cái nghi lễ theo của người dân tộc Dao Tuyền. Trước khi lên nhà, cô dâu đang có bầu thì sẽ phải làm một cái phép gì đó. Và bây giờ thì hai cô gái đại diện cho họ nhà trai sẽ đứng để đón đợi. Sau đó là mọi người sẽ cùng nhau di chuyển lên trên nhà chính. Và bây giờ thì chúng ta cùng di chuyển với hai họ nhà trai nhà gái để đi lên trên nhà chính, nhà sàn bên trên xem tất cả cái thủ tục nghi lễ trên đấy như nào nhá. Theo như phong tục nghi lễ thì trên nhà trai cũng đã chuẩn bị ra đây là những mâm cỗ để sẵn sàng đón tiếp bên họ nhà gái. Và bây giờ thì họ nhà trai và nhà gái thì cũng đã lên trên ngôi nhà sàn rồi, ngôi nhà chính. Và bây giờ thì mọi người dâu rể cũng như là các đại diện phù dâu phù rể cũng đang tập trung đầy đủ ở đây để chờ các bậc tiền bối, bậc cao nhân, các thầy cúng cũng như là các đại diện cho hai họ để làm những cái thủ tục nghi lễ và sau đó là sẽ ra ngoài khu sân khấu hội trường. Theo phong tục của người dân tộc Dao Tuyền sẽ bắt buộc phải như vậy. Và đây là hai thầy này. Đấy, hai thầy thì đang sẵn sàng ngồi đây để làm những cái thủ tục nghi lễ rồi. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát thật kỹ tất cả mọi thủ tục nghi lễ ở đây nhá. Đó, hai thầy thì cũng đã nhận những chiếc ô. Và sau cuối các thủ tục nghi lễ được gần như đầy đủ thì sau cuối giờ thì sẽ có một cái nghi lễ gọi là mở ô. Bên đây thì hai bạn gái đại diện cho nhà trai thì cũng đang sẵn sàng ở đây để chờ đón tiếp bên họ nhà gái rồi. Đấy, giờ lát nữa là sẽ phải hát đối, hát giao duyên với nhau đúng không? Đó. Và đây nữa, các cô làng phù dâu. Cô làng phù dâu của chúng ta thì cũng đang rất là sẵn sàng để chờ đợi những màn hát đối đáp giao duyên với cả họ nhà trai. Ở trên nhà chính thì hai họ, các ông, các bà đại diện cho hai họ đấy vẫn đang ngồi nói chuyện. Và bây giờ thì dâu rể là sẽ phải di chuyển xuống khu dưới rạp sân khấu hội trường để tiếp khách ở dưới đấy các bạn ạ. Ôi, đường đi cầu thang hơi bị tối một chút này. Chú rể soi đèn lên cho cô dâu nào. Đấy, xong là nát nữa thì Sơn sẽ xuống ghi hình ở dưới đó nhé. Ra đây thì đang gặp hai bác là đang trao nhau lại những cái đồng tiền mà khi bên nhà trai đi sang nhà gái để đón dâu. Thì bây giờ là về đây là còn lại số tiền này thì bây giờ bàn giao lại cho gia chủ bên nhà trai đúng không các bác nhỉ? Thế là ở cái trong cái khăn đỏ này thì đó là cái gì ạ? Có bạc, có một hai hào bạc. Hai hào bạc. Và cái này kiểu như là mình cũng nhận cái này về ở bên nhà gái về là kiểu như là nhận dâu về đấy ạ hay là vâng, thế là ở trong cái túi ni lông này nó là đồng tiền xu ạ? À, thế là theo phong tục của dân tộc Dao Tuyền mình thì là bắt buộc là phải có những cái này để trong khi đi đón dâu các thứ là phải có đúng không ạ? Thế là bây giờ là đem lại để trao lại cho gia chủ. Dạ vâng, cảm ơn hai bác nhé. Bây giờ thì mọi người sẽ
Bây giờ thì mọi người cùng di chuyển xuống khu vực dưới sân khấu hội trường, khu rạp cưới để làm những cái nghi thức lễ ở dưới đó. Rất là thích điều tận thể các đại biểu, các vị khách quý, chúng ta sẽ chia sẻ ra với đại xa trên sông và kinh tế. Và dẫn sự bút quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì hiện diện của các bác sĩ đoàn, cục phái đoàn, các bên đơn cùng cô dâu chú rể đang và đã có mặt tại chuẩn bị trở về với sân khấu hôn trường cưới của gia đình đang. Đừng nở giữa vần chầu mà hoa em cũng đừng nở giữa vần chầu nhà anh. Và đúng là chiều nay thì chầu tính chầu định. Còn ít phút nữa ban quyết tân chúng tôi đang sắp xếp công việc để cùng chào đón hai bác trưởng đoàn ổn định chung ngồi. Và quý vị sẽ cùng hướng mắt sân khấu để chứng kiến giây phút trao dâu nhận rể của hai bác trưởng đoàn, để chứng kiến buổi lễ thành hôn, để quý vị trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Văn Tôn và cô dâu Thu Nguyệt trong buổi tối ngày nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các cụ, không biết bà con gì cho bác, chương trình ca nhạc rất còn là dài, nhưng thời lượng vẫn đến dành riêng cho cô dâu chú rể, riêng cho bác trưởng đoàn buổi trao dâu nhận rể chính thức chuẩn bị được bắt đầu. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, không biết bà con gì cho bác, cùng toàn thể các bạn trẻ, nam nữ gần xa, trân trọng và kính mến. Vâng, đầu tiên cho phép MC Đức Thiện xin đem gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Luôn trẻ đẹp như hoa hồng, thành công như cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa táo, độc đáo như hoa lan. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý, cô dâu các bạn trẻ, nam nữ gần xa, trân trọng và kính mến. Và cô dâu Thu Nguyệt của chúng ta đã từng nói với chú rể rằng, đồng làng thì có con chim xanh, đam mê bóng mát đậu cảnh đâu ra. Và chú rể Văn Tôn của chúng ta cũng từng thể hiện với cô dâu Thu Nguyệt rằng, em ơi, nếu một ngày mai kia nước biển kia luôn bừng mặn, anh vẫn yêu em. Nhưng biết biển kia mặn mà, nếu một ngày mai kia nước biển kia luôn bị xa bờ, anh vẫn yêu em, không bao giờ phai nhạt. Để ngày hôm nay đây hai gia đình chúng ta bàn bạc để cầu hôn đạt được chữ lòng. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và nói gần tôi chẳng nói xa, và rất là sẻ Văn Tôn Thu Nguyệt nhà tôi ngày hôm nay đã có công quyền gặp đến bờ hạnh phúc lứa đôi. Và một lần nữa xin toàn thể quý vị dành một tràng tay thật lớn và thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn chàng pháo tay rất là mềm mại và tự hào tình cảm của toàn thể quý vị để dành riêng cho cô dâu chú rể trong buổi tối ngày đêm nay. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vẫn đã dành đến giờ phút chương trình để cùng chào đón hai bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái và bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai. Sau đây cho phép ban tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng tiến lên sân khấu để có lời phát biểu nhận dâu và nhận rể. Một lần xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn sẽ trở về với sân khấu để cùng trao dâu nhận rể. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đang bước lên sân khấu đó là hai bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên họ nhà gái và đại diện cho quan viên họ nhà trai. Kính thưa toàn thể quý vị,
đúng là nhà gái chúng tôi thì thật đúng là chúc tôi cảnh toàn tin mừng hạnh phúc hoan nở trên cành chào đón tương lai một nhà sum họp chúc mai càng san lý bể thì càng dài tình trông và ngày hôm nay đây đây là trẻ đến chân vợ chồng ông họ nhà gái cũng xin được tỏ lòng đôi câu chắc là mừng rể mừng dâu và là mừng cho họ được bạc đầu thông gia. Thưa quý vị, cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà gái và xin được thỉnh quý vị cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Tôi là bác của Cáo Nguyệt, được đại vinh dự đại diện cho các đoàn gia đình nhà gái. Trước hết, tôi xin gửi lời kính chúc đến toàn thể hồi hôn một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể hồi hôn, trước hết, đoàn nhà gái chúng tôi đến đây xin được chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, thắm tình thắm nghĩa của gia đình nhà trai đã dành những tình cảm cho gia đình đoàn nhà gái chúng tôi. Và cũng nhân dịp này vui trọng đại này, chúng tôi đưa cháu gái là Thu Nguyệt đến đây giao cho gia đình họ nhà trai tiếp nhận và báo gia tiên để Nguyệt trở thành con dâu và thành viên của gia đình nhà trai ông bà Thục Hiền. Và cũng mong gia đình nhà trai tiếp tục giúp đỡ dạy bảo để Nguyệt để trưởng thành một con dâu tốt. Trước khi dừng lời, cũng xin được kính chúc sức khỏe các quý cụ, ông bà, cô dì, chú bác và cùng toàn thể các bạn trẻ nam nữ thanh niên của hai cháu có một sức khỏe dồi dào, gia đình thật hạnh phúc. Chúc cho cô dâu của chú rể trăm năm hạnh phúc. Chúc cho tình thông gia hai bên gia đình mãi mãi bền chặt gắn kết để tiếp tục vun đắp hạnh phúc của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, quý vị xin chào tất cả các quý vị ơi. Vâng, xin chào cảm ơn các quý vị rất nhiều ạ. Xin chào quý vị đại biểu, các vị khách quý, quân đội các bạn trẻ đang đến gần xa, trân trọng và kính mến. Đúng là cây đu cây tựa trên bồng, chắc đôi diễn vinh trồng cây xanh, nghĩa tình đẹp tựa nghĩa non, gian nan vất vả nuôi con khôn lớn. Và ngày hôm nay hai bạn trẻ được cập bến bờ hạnh phúc như ngày nay. Và đến 90 phút này đây cho phép ban tổ chức chương trình xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai sẽ có đôi câu để nhận dâu. Xin được trân trọng kính mời bác và xin được thưa quý vị trân trọng chào vào đây. Alo, alo. Tôi hôm nay tôi đại diện cho bên nhà trai được hai bên gia đình hai họ được sự nhất trí của hai xã được hai đứa cháu hôm nay đủ tuổi để thành lập gia đình. Tôi đại diện bên nhà trai sẽ đón bên Thu Nguyệt về cho gia đình Lý Văn Thực xây dựng tổ ấm sau này, xây dựng tương lai và hạnh phúc. Chúc các vị đại biểu, các vị các ông bà, các cô dì, cô bác, các thành già trẻ thân mến, thì tôi có một vài lời đón được có đứa dâu về xây dựng tổ ấm sau này tương lai hạnh phúc cho mọi người. Hôm nay tôi chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu quan viên họ nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là lời của hai bác thì thơm như mật như hoa, như lúa chín tỏa ra khắp hồn trường cưới ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời hai bác sẽ tiến lên một bước dành cho nhau những tràng pháo tay thật gắn kết tình thông gia. Và xin được thưa quý vị cho một tràng pháo tay thưa quý vị. Vâng, trân trọng cảm ơn thưa quý vị rất là nhiều. Tiếp chương trình sau đây xin được trân trọng kính mời hai ông tiếp tục trở về bàn tiệc danh dự để cùng nghỉ ngơi, uống nước, hút thuốc và tiếp tục với bắt sân khấu để cùng chứng kiến đại lễ thành hôn của gia đình như tôi. Một lần xin được trân trọng cảm ơn.